Chào mọi người, thì bữa nay mình sẽ quay một cái video về một chiếc ghe nó đang đạp cái lông cốt cong xuống. Thì mục đích của cái việc đạp lông cốt này thì dành cho những chiếc ghe mà nó thay máy. Bởi vì khi chúng ta thay máy công suất lớn hơn á, thì chúng ta bắt buộc phải chạy chân vịt lớn hơn. Như chiếc ghe này ngày xưa chạy chân vịt 1m2, nhưng bây giờ thay máy 750 mã lực thì chạy chân vịt 1m6. Thì đối với chân vịt 1m6 thì cái khoảng trống từ lông cốt lên tới mơ lường nó nhiều, cho nên bắt buộc chúng ta phải gạn cái lông cốt cho nó sâu xuống, nó mới có cái khoảng trống để cho cái chân vịt 1m6 nó vào. Mỗi lần thay máy là mỗi lần gian nan, mọi người ơi, ai làm biển thì sẽ hiểu được cái cảnh này ha. Chúng ta thấy là quá trình bắt lại cái gu của những cái anh thợ này bắt cũng khá là đẹp. Mình thấy theo quan điểm của mình là mình thấy ở ngay chỗ cái đoạn gu cũ nó có hai khoảng trống trong căm á, anh lắp đầy hai khoảng trống đó nhìn rất là chắc chắn. Bởi vì khi chúng ta lắp đầy cái khoảng trống nó từ trên xuống dưới thì cái gu của chúng ta nó khi đi ghe cao thì nó giảm cái độ rung. Vậy thì đi ghe cao là chân vịt nó chạy với công suất lớn, cho nên là nó một số ghe nó vẫn bị rung chân vịt, tạo cho chiếc ghe nó cảm giác nó vòng. Thay máy đẹp lắm không? Thờ anh bắt cái thớ này mình hy vọng là trong vịt nó giảm cái độ rung xuống. Chúng ta thấy kiềng cùm nó dữ dằn luôn. Có một điều mình không thích khi thay máy và chạy chân vịt lớn hơn là đạp cái lông cốt nó cong xuống, cảm thấy chiếc ghe của chúng ta nó thiếu cái độ chắc chắn. Thứ hai nữa là đó, chúng ta nhìn từ xa thấy cái lông cốt nó cong xuống. Thứ hai nữa là khi chúng ta đánh lưới thì cái lông cốt nó sâu nước, cho nên là nó dễ bị chèn lưới lắm. Chúng ta thấy là thờ bắc rất là đẹp ha. Chúng ta thấy anh thợ đang khoan từ trên mơ lường xuyên xuống cục gu, xuyên qua lông cốt luôn. Thì mũi khoan này dài 2m. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái mũi khoan mà dài cỡ này. Mũi khoan kinh khủng luôn. Những anh thợ nào mà khoan mấy cái mũi khoan này tay ngờ rất là cứng ha. Chúng ta thấy bên trong của cái khoan máy, chúng ta tháo máy ra để thay máy thì nhìn rất là bừa bộn. Tháo tung hết mọi thứ ở trong cái khoan máy hết, ngổn ngang. Cho nên mỗi lần nhắc tới chuyện thay máy là ớn rơ.
thấy bên trong khoang máy mọi người nhìn cảnh giống như một trận chiến điêu tàn. Mấy cái này làm sao mà hốc rác chết luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.